Mời quý vị và các bạn cùng chào buổi sáng với phần điểm tin của báo Nghệ An.vn. Tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn TNT tổ chức hội nghị báo cáo phương án quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tại cuộc làm việc, đại diện công ty cổ phần tư vấn thiết kế Dezo Azer đã trình bày về đồ án thiết kế quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các chuyên gia, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đóng góp thêm ý kiến về đồ án. Sau hội nghị này, Nghệ An sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan để đồ án hoàn thành vào đầu năm 2020 trước khi trình chính phủ xem xét. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Thanh Quý về việc đảm bảo hoạt động cấp nước trên địa bàn thành phố Vinh và vùng phụ cận. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với báo cáo đánh giá và đề xuất của tổ công tác về việc xác định nước sông Lam là nguồn nước chính sử dụng để sản xuất nước sinh hoạt tại nhà máy nước Cầu Bạch và Hưng Vĩnh. Sông Đào là nguồn nước dự phòng sử dụng để sản xuất nước sinh hoạt khi hệ thống cấp nước thô của công ty trách nhiệm hữu hạn cấp nước sông Lam có sự cố về kỹ thuật hoặc khi chất lượng nước sông Lam có sự cố bất thường mà nhà máy nước Hưng Vĩnh và Cầu Bạch không thể xử lý được. Sáng 26 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2019 để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất gia công các sản phẩm giày da tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu và nhà máy may tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, đồng thời bổ sung thêm chính sách hỗ trợ cho các chức danh, trưởng ban công tác mặt trận, bí thư chi đoàn, chi hội trưởng chi hội, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, người cao tuổi dôi dư do sắp nhập xóm. Thông tin đáng chú ý trong những ngày qua là vụ việc phát hiện 39 người đã chết trong một chiếc container đông lạnh tại nước Anh. Sau đó không lâu, một số gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã gửi đơn tới chính quyền các địa phương với nội dung cho rằng có khả năng con em mình là nạn nhân tử nạn trong chiếc container nói trên. Tỉnh Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác minh, nắm bắt tình hình, đồng thời sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân người Nghệ An. Để nhận được sự hỗ trợ cần thiết, người dân có thể báo cáo với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hoặc liên hệ với Sở Ngoại vụ Nghệ An.